Chào các bạn, các cháu. Rất hân hạnh được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ về tưới phân cây nhãn thọ ra chậu đã được 15 ngày rồi các bạn, các cháu. Mấy cây chậu nhãn thọ này tôi ra chậu được 15 ngày rồi. Tưới nó hai đợt phân DB rồi các bạn, các cháu. Hôm nay tôi tiếp tục tưới đợt phân DB nữa. Bánh dầu giờ nó cũng cần đạm nhiều để phát triển cành lá và lục diệp để quang hợp cung cấp dinh dưỡng cho cây tốt. Còn DB thì nó tạo rễ, rễ nhiều thì nó cái miệng ăn nhiều, nuôi thân cây nhãn thọ nó mập khỏe dày lá. Hôm trước tôi có chia sẻ là cái tưới của tôi là ngâm 7 lít nước 1 kg phân DB rồi làm nước cốt mấy phút cái đó pha ra 20 lít nước tưới xung quanh gốc nhãn thọ nè, tưới xung quanh gốc nhãn thọ. Nhãn thọ để nó ăn ngang rồi mình tưới ăn xung quanh, mình tưới xung quanh cho nó có phân nó ăn đều cây. Giờ tôi múc tôi tưới các bạn, tưới đợt đầu thì mình múc nửa cái này DB, mình ngâm mình múc nửa cái này. Bữa nay nó hai đợt rồi, nó lớn rồi, giờ mình múc gần đầy cái này, gần đầy đây là DB. Múc đầy 450 ml DB đã ngâm sẵn trước ngày, pha vô một thùng B 20 lít nước. Đây bánh dầu cũng múc đầy luôn, bánh dầu thì 1 kg bánh dầu cũng ngâm 7 lít nước, ngâm 2-3 tháng 4-5 tháng cũng được các bạn, ngâm lâu nó ra nhiều chất hơn, pha vô rồi quậy tưới. Tưới này tưới đợt 3 rồi các bạn, cái nhãn thọ được 15 ngày tưới đợt 3 rồi tưới tưới để chia sẻ các bạn các cháu xem nha. Trồng ít thì chịu khó tưới tay nữa các bạn, tưới tay nó đều. Có máy motor không có tưới bằng motor, không có tay. Múc cứ xung quanh gốc thoải mái các bạn. Mình pha đủ đô rồi mình cứ thoải mái. Đừng tưới xung quanh gốc nhãn thọ vậy các bạn, các cháu. Tưới cho ướt xung quanh gốc nhãn thọ để nó ăn lan thì chỗ nào cũng có phân cho nó ăn hết, nó phát triển đồng đều.
túi như vậy nó đều hơn rải, mà rải được khi rất nhiều, nó không có đều tay đó, thì chỗ phân hộ nhiều nó phân hộ ít, túi về nó bắt nhanh nữa. Trồng cái cây cỏ nào giờ phân thuốc đơn giản mà hiệu quả, không cầu kỳ, phân thuốc đơn giản nhưng mà hiệu quả, nở đúng vào dịp Tết, bông to. Không có cầu kỳ phân thuốc, mình đáp ứng đủ yêu cầu nó đa lượng, trung lượng, vi lượng thì đầy đủ cho nó là nó tốt, cho bông bự, chứ không có cầu kỳ thuốc này thuốc nọ, phân này phân nọ. Cháu thịt ngừa nữa bạn, cái cháu thịt ngừa sâu giá bùa, lúc này trở đi hay có sâu giá bùa lắm, sâu giá bùa nó đục xung quanh cái vòng vòng cái lá nhãn thọ, mà mèo coi xấu mất ảnh quan hợp nữa, đục lá mà mèo. Tưới một đợt phân bung chèo, bung chồi rồi nó ra chồi được mớ cao cao rồi, năm ngày sau tới bảy ngày sau tôi tưới bung chèo lần nữa, cái bung chèo nó được 3-4 ngày rồi các bạn, mình tưới bung chèo lần nữa để tiếp thì tiếp cho nó bung chèo đều. Cái phân đợt 3 cái nhãn thọ đã được 15 ngày tưới được một số cây để chia sẻ các bạn xem tham khảo nha các bạn. Cái sao video tới đây xin tạm dừng, tôi tiếp tục tưới những chậu còn lại nha. Cảm ơn các bạn đã xem, chào, hẹn gặp lại.